Xin kính chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Ngày hôm nay bất động sản Mộc Hỏ xin giới thiệu đến cả nhà một lô đất biệt thự hẻm số 4 đường số 3 phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, này là thành phố Thủ Đức. Đường trước đất của mình nó là 8m, có vỉa hè hai bên. Khu quy hoạch biệt thự đồng bộ. Diện tích lô đất của mình nó là ngang 15, dài 20m, công nhận là 298m thổ cư, full thổ cư. Quy hoạch là tỷ lệ 1:500 là biệt thự đồng bộ. Đây. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ với lại bất động sản Mộc Hỏ 0902 669 004 để nhận được báo giá tốt nhất. Từ vị trí lô đất của mình ra mặt tiền đường số 3 100m, ra mặt tiền đường quốc lộ 13 100m, sát với lại cổng sâu của khu đô thị Vạn Phúc, được tận hưởng hết tất cả những cái tiện nghi của khu đô thị Vạn Phúc, một trong những khu đô thị bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh hiện tại. Về lại cầu Bình Triệu, chợ Bình Triệu, bến xe miền Đông, Đại học Luật, nhà thờ Phan Thiên Hoa, sân bay, từ 3 đến 5 phút di chuyển. Tiện ích các khu vực trung tâm xung quanh trong bán kính từ 300 đến 1 km, 300m tới 1 km. Và xin nhắc lại là bán lô đất biệt thự hẻm số 4 đường số 3 phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, này là thành phố Thủ Đức. Đường trước đất hiện tại là đường 8m, có vỉa hè hai bên. Diện tích lô đất của mình nó là ngang 15, dài 20m, công nhận 298m, full thổ cư. Xin hẹn gặp lại quý khách hàng và các nhà đầu tư trong những video clip tiếp theo.